vẫn thù mãi mình, không buông tay lấy đâu chút tình, xong cứ yêu cầu tránh xa mà lại định đập mình ra ba. Trong khi đang muốn có clip quay ngay tại thiên đình, muốn xin được quay hình anh lại bao không quay. Bao nơi đang hóng muốn chứng kiến xem trên này có gì, thế nhưng chẳng có chi, ôi chạnh lòng không vui. Anh không thích cấm em quay, em quay nữa anh búa em ngay, ai cho phép em lên trên đây gây lộn. Giờ em hãy đứng xa ra, đừng có cố đứng đó kêu la, và cung cấp nhiều điều bịa đặt em ơi.